Xin chào các bác nhá, nhà bác nào có chuột phá hoại ruộng vườn, chuột sinh sống bầy đàn trong nhà hoặc kho, trú ngụ trong xe, sinh con trong ô tô thì dùng ngay chai xịt đuổi chuột thảo mộc tự nhiên này, em đảm bảo trong vòng 6 tháng lũ chuột sẽ chạy mất dép. Thành phần 100% thảo mộc tự nhiên an toàn với người và động vật, hương thảo mộc chỉ tác động đến chuột khiến chuột chạy mất dép thôi ạ. Sản phẩm này được Viện Sinh học nghiên cứu và phát triển nên các bác cứ yên tâm mà dùng nhá, không gây hại cho sức khỏe. Mà sản phẩm này xịt một lần lưu hương 4 đến 6 tháng kích thích mọi loại chuột ạ. Khi sử dụng đơn giản các bác chỉ cần xịt vào những vị trí chuột hay bén mạng tới, như gầm giường, gầm tủ, vách tường, trong kho, nơi để rác thải mà các lũ chuột hay qua lại. Một lần sử dụng hiệu quả sau 24 giờ cho chuột phải khóc thét và bỏ đi hết sau 6 tháng nha các bác. Bác nào đã sử dụng rồi thì cho em xin cảm nhận, còn bác nào chưa sử dụng thì để lại số điện thoại hoặc chấm một cái sẽ có người tư vấn cho nha. So với phương pháp đuổi chuột thông thường thì cái sản phẩm xịt đuổi chuột thảo mộc này vượt trội hơn rất nhiều. Loại này sử dụng công nghệ sinh học chiết xuất từ thảo mộc nên mùi thơm, không có độc hại gì luôn, an toàn lắm. Chó, mèo mà ngửi thì không bị sao, nhưng mà chuột mà ngửi là chạy mất dép luôn. Cách nhà hơn 500m có bãi rác, chuột nhiều lắm, đêm nào cũng có phá chui vào xe cộ, rồi nhà cửa kho bãi ở chỗ nào cũng có. Mà mình đã thử các kiểu rồi, kể cả bà chuột này, bẫy chuột này, mấy đồ chuột này, đủ cả các kiểu mà cũng chẳng ăn thua gì. Có lần tôi đi hội chợ chế phẩm sinh học, tôi thấy cái loại sản phẩm này, tôi mới mua thử 2 chai, về dùng như vậy 4 tháng này không có một con chuột nào xuất hiện. Mà cái này ấy, nó khác với cái loại hóa chất thông thường của nó. Nó lưu là cái mùi hương của nó thơm lắm, từ 3 đến 4 tháng rồi mà vẫn còn đặc trưng của cái mùi thơm của thảo mộc. Anh nào mà đi ô tô á thì nên có cái bình xịt này. Khi đi xịt vào bánh xe, xịt vào trong ghế xe, không bao giờ có chuột nó trèo vào được trong xe nữa. Ở quanh xóm này ấy, ai có xe là sang xịt nhờ. Tôi mua 2 lọ mà xịt hết cả rồi. Tôi thấy thì sản phẩm này ấy, mọi người nên mua, nên dùng. Mà giá cả cũng rẻ.